Xin chào các bạn, và chúng ta đã sang đến phần 3. Phần 3 của cái làm cái trang web cho cái hãng lữ hành phải không nào? Chúng ta đang nói về Google Maps. Và lần này chúng ta sẽ làm cái Google Maps API nhé. Các bạn vào cái trang này nhé. Và các bạn có thể tra cái từ khóa này và tìm kiếm, rồi các bạn vào đến được cái trang này và các bạn nhìn thấy. Lần này chúng ta muốn tạo một cái dữ liệu, một cơ sở dữ liệu nhé. Thì cái table thì chúng ta gọi là cái table copy đây này, chúng ta gọi là marker đây này nhé. Chúng ta có thể tự tạo, nhưng mà bằng cái động tác này thì bạn sẽ tiết kiệm được một số thời gian, và chúng ta sẽ dùng cái cơ sở dữ liệu cái cấu trúc dữ liệu như thế này. Và tôi ấn vào một cái màn hình của tôi đây, và tôi có cái cơ sở dữ liệu tên là tour phải không? Tôi ấn vào set as default. Các bạn có thể dùng cái này bằng PHP my admin nhé. Còn tôi thì tôi sẽ đóng hết close all, save. Cái gì nhỉ? Không hiểu nữa. Và đây, cái này thì tôi paste nó vào đây nhé. Cái màn hình này để tôi đóng lại cũng làm vào. Bây giờ chúng ta copy vào, đúng không? Ctrl V và chúng ta chạy nó thôi. Run này, bang bang. Và nhìn ở trong cái cơ sở dữ liệu tour thì bây giờ chúng ta travel, thì chúng ta nhìn lại và chúng ta đã thấy có cái travel gì rồi. Cái gì đây? Travel có chưa? Marker đây này, đúng rồi. Và chúng ta select 1000 row thì chưa thấy gì cả nhé. Chưa có dữ liệu, nhưng mà chúng ta đã có cái travel rồi. Và chúng ta lại tiếp tục vào cái trang này nhé. Và chúng ta làm lấy một ít cái dữ liệu đi nhá. Làm data để mình test thôi. Copy này, cái này rất tiếc là nó toàn là dữ liệu ở bên Washington DC hay là cái gì ở bên Mỹ, nhưng thôi chúng ta cứ dùng tạm nhé. Và chúng ta sẽ tạo những cái dữ liệu của Việt Nam sau. Và chúng tôi lại tiếp tục vào cơ sở dữ liệu, và tôi làm một cái SQL đây, đúng không? Ctrl V đây, và đúng, chúng ta lại cái gì nhỉ? Không hiểu như này nó chạy vào không? Marker này, đúng rồi, chắc là chạy thôi, ấn vào một phát này, pan. Và chúng ta vào marker và chúng ta lại select 1000 row, đúng không? Và lần này chúng ta đã có dữ liệu ở trong marker này. Chợ Pan Africa, rồi tôi cũng không biết, chúng ta sẽ cùng khảo sát những cái thứ này sau nhé. Nó có thể ở đâu đó, toàn ở bên Seattle của Hoa Kỳ. Seattle tôi nghĩ nó là cái trụ sở của, là cái thành phố của Microsoft nếu tôi không nhầm nhỉ. Google hoặc là Google gì đó tôi không biết. Và chúng ta sẽ đây này, chúng ta thử khảo sát nó có name này, có địa chỉ này, rồi có last, có long, rồi có type, là những thứ đây là những cái dữ liệu mà chúng ta sẽ theo cái cấu trúc này, dữ liệu này, được không? Ok, chúng ta sẽ làm với cái bài toán của mình với những cái dữ liệu này nhé. Ok, và như vậy chúng ta sẽ kết thúc cái video này rất ngắn gọn như vậy thôi. Ok.